Tây cũng xin kính chào quý chú anh chị các bạn đã trở lại với kênh Cuộc Sống Miền Tây. Hôm nay mình đã có mặt tại chùa Sâm Rông của thành phố Sóc Trăng để ghi lại hình ảnh ngày lễ bà con mình đến tham quan khu chùa như thế nào. Ngày mới cũng xin chúc cho mọi người luôn luôn vui vẻ, sức khỏe tràn đầy và có nhiều niềm vui trong cuộc sống. Và bây giờ đồng hồ Cuộc Sống Miền Tây và mình trong không gian ở nơi này xem thế nào, cái phong cảnh thượng Phật dài nhất ở miền Tây. Ngày hôm nay mình đang có mặt tại chùa Sâm Rông của thành phố Sóc Trăng để chia sẻ những hình ảnh bà con mình đi du lễ ngày 3 tháng 9 ngày hôm nay như thế nào thì mời quý chú anh chị cùng theo dõi. Ngày hôm nay mình đã có mặt tại chùa Sâm Rông của thành phố Sóc Trăng ở phường 5, đường Tôn Đức Thắng ngày quý chú anh chị. Bây giờ mình sẽ ghi lại những hình ảnh ngày hôm nay cho quý chú anh chị xem. Đây là xung quanh của phong cảnh bên ngoài của ngày hôm nay. Buổi chiều thì bà con mình ở khắp nơi cũng khá là đông. Chiều hôm nay thì trời vừa lạnh mưa quý chú anh chị, cho nên cái không khí nó rất là mát mẻ để cho bà con mình đến để mà tham quan những cái vẻ đẹp của ngôi chùa Sâm Rông có kiến trúc và cái tượng Phật nằm dài nhất của miền Tây. Và bây giờ mình đang có mặt tại đây để mình chia sẻ lại quý cô chú anh chị xem nha. Đây hình ảnh bây giờ mình đang chia sẻ lại cho quý cô chú anh chị xem. Đây mình sẽ đứng ở khu vực này để gửi đến quý cô chú anh chị xem ảnh ngày hôm nay. Thì hiện bây giờ cũng khoảng tầm là 4 giờ chiều các quý cô chú vậy chị, cho nên bà con mình nó rất là mát, cho nên mình đi lễ chùa cách những điểm du lịch thì rất là mát mẻ. Đó, các bạn nhìn thấy là hiện bây giờ chỗ tượng Phật nằm thì bà con mình lên trên đó để mà khám phá khá là nhiều nha. Để một chút xíu mình sẽ đi gửi đến quý chú chị khu vực đó. Bây giờ trước hết mình sẽ quay lại ở khu vực này để cho quý chú chị xem về cái tháp ở khu vực này rất là đẹp. Thì bà con mình đến đây để chụp ảnh lưu niệm khá là nhiều. Là đẹp luôn nha. Đây là những người trang phục của người thân đồng bào Khmer nha quý chú anh chị, rất là đẹp luôn. Đây, bây giờ mình đi dọc về vào bên trong chỗ tượng Phật nằm để mình xem cái tượng Phật và mình trải nghiệm ngày hôm nay nghe quý vui chị trải nghiệm những ngày lễ như thế nào và đông vui như thế nào khi bà con mình đến để mà tham quan cái lễ hội chùa. Đây quý cô chú anh chị, thì bây giờ mình đang đứng ở cầu cảnh khu vực bên ngoài của ngôi chùa Sâm Rông. Thì giờ này cũng tầm là 4 giờ ngoài nha quý cô chú anh chị. Thì hôm nay bà con mình đến để mà mình tới này chỗ trước chỗ dưới cây bồ đề cũng có một cái tượng Phật sư đang ngồi. Đây là một điểm rất là đẹp.
đây là những tượng Phật dưới cây bồ đề trước cái chỗ sân chùa ngay quốc vương. Đây, bây giờ mình tiếp tục đi đến chỗ tượng Phật nằm ngay với quý chú anh chị. Ở này có bán bánh ống bánh dứa đặc sản của Chúc Giang nữa nè. Cái này của đặc sản của người Khmer hay. Đây, bánh truyền thống. Mình bán lâu chưa? Cái này chắc cha truyền con nói nữa quá hả? Đây có biết cô chú anh chị, nếu mình có đến chùa Sông Gông của thành phố Chúc Giang, mình có thể tìm đến cái món đặc sản của người Khmer tại sân chùa để mình ăn thử để cái món này như thế nào nha. Đây, bánh ống bánh dứa nhìn rất là hấp dẫn nha. Đây, để mình chia sẻ cho quý chú anh chị luôn, rồi mà các anh chị nào có đến thì có thể mình tham quan luôn và mình ăn thử và mình chiêm ngưỡng để cái ẩm thực của người Khmer như thế nào luôn. Đây, đây là hình ảnh rồi, con chúc ý mua mai bán đắt luôn. Đây, để đây là bánh ong bánh dứa, hãy gõ chút xíu nha để mình để bánh ong bánh dứa chỗ giờ của ý. Ý tên gì luôn? Ý tên Tiến Hoàng. Tiến Hoàng, rồi Tiến Hoàng bánh ong, bánh ong bánh dứa tại chùa Sông Rông luôn nha. Rồi rồi, chúc ý mua ba bán đắt nha. Cảm ơn con. Dạ, đây thì bây giờ mình đang chia sẻ khu vực ở phía sau chùa để mình từ từ mình đi. Đây, bây giờ mình tiếp tục mình đi vào bên trong chỗ tượng Phật nha quý chú anh chị. Rồi, rồi.
Chị sẽ đi dọc cho quốc phố chị xem nha. Đây, bây giờ mình sẽ đi lên khu vực tượng Phật ở trên đó để trải nghiệm, để cùng cho quý cô chú chị xem luôn. Đây, chiều nay thì rất là đông nha quý cô chú chị. Tiếp tục mình đi lên chỗ chỗ tượng Phật luôn với chú chị để mình trải nghiệm ngày hôm nay luôn, cùng với du khách đến tham quan của chùa Sam Rong ngày hôm nay. Đây là hướng lên ở trên cái chỗ tượng Phật nha quý chú chị. Đây, bây giờ mình sẽ tiếp tục trải nghiệm ở bên lên trên chỗ tượng Phật để gửi đến quý chú anh chị xem. Đây là hình ảnh trên đường đi lên cái chỗ Phật của quý chú anh chị, cực kỳ đẹp. Hôm nay mình sẽ trải nghiệm cho quý chú anh chị xem nha. Đây, mình sẽ đứng ở đây những hình ảnh bà con mình đang từ ở trên tượng Phật đi xuống từ từ như thế nào, thì mình cũng đổ lên cho nó cho quý cô chị xem luôn, khá là nhiều nha. Như thế nào thì mình sẽ từ từ xuống cho quý cô chú anh chị xem khu vực này. Đây là mình đang đứng ở dưới chỗ cái tượng Phật nằm luôn. Đây là mình đứng nhìn xuống chỗ chùa Sam Rong ngày hôm nay nghe quý chú chị.
cũng xin tạm dừng video tại đây. Xin chúc quý cô chú anh chị và các bạn một ngày mới vui vẻ và hãy đón xem những video kế tiếp của Cuộc Sống Miền Tây. Nếu có hay hữu ích hãy đăng ký kênh, nhấn chuông chia sẻ cùng người xem. Xin thân ái mến chào. Xin tạm dừng video tại đây. Xin chúc quý cô chú anh chị và các bạn một ngày mới vui vẻ và hãy đón xem những video kế tiếp của Cuộc Sống Miền Tây. Nếu có hay hữu ích hãy đăng ký kênh, nhấn chuông chia sẻ cùng người xem. Xin thân ái mến chào.